Xin kính chào quý khán giả Đài truyền hình Việt TV. Nhân dịp Halloween, Thùy Trang xin kính tặng quý khán giả một bài thơ. Tiết tháng 7, mưa dầm sùi sùi, toát hơi mây lạnh buốt sương khô. Não người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuốm bạc lá khô rụng vàng. Đường bạch sương bóng chiều man mát, ngọn đường lê lác đác mưa xa. Hồn nào hồn chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi ta. Có một luồng gió rất là mạnh. Thùy Trang cảm thấy hình như là có ai đó đau đây á. Quý khán giả có thấy không? Chỉ cho Thùy Trang mới. Em Hoàng nè. Bình tĩnh, bình tĩnh. Em làm chị sợ quá. Sao hôm nay em đi đâu mà em lại mặc cái bộ đồ này vậy? Chị Trang quên hả? Sợ quá quên hả? Sợ quá quên rồi. Hôm nay là Halloween. Chị Trang cũng mặc đồ giống em mà hỏi nữa. Thôi vậy thì chị em mình cùng nhau đi lên nói chuyện Halloween cho mọi người xem ha. Chắc chắn rồi. Bây giờ em với chị sẽ nói cho khán giả biết cái ngày lễ Halloween như thế nào. Ok, mời em ha. Đây. Đây, chị Trang ngồi đây. Còn em ngồi đây. Ok. Trời ơi, em làm chị giờ chị vẫn còn chưa có hoàn hồn em ơi. Xin lỗi. Halloween mà phải ma quỷ chút xíu nó mới đáng sợ. Kính thưa khán giả, vào những ngày của tháng 10 xe lạnh này, quý vị sẽ dễ dàng nhận thấy nhà nhà trang trí những hình nộm như là phù thủy nè, mèo đen hoặc là trái bí ngô lập lè đầy ma quái. Người người khoác lên mình những bộ trang phục kỳ dị, chẳng hạn như là hình phù thủy, hình ma quỷ. Và thoạt đầu mới nhìn vào thì chúng ta cứ ngỡ như đó là một bầu không khí vô cùng u ám đang bao trùm lên cả thành phố. Nhưng hoàn toàn không phải là vậy. Trái ngược với lại cái không khí đó thì hòa mình trong những món đồ trang trí và quần áo lạ lùng kỳ dị là một bầu không khí vô cùng vui tươi và nhộn nhịp. Người lớn, trẻ nhỏ tươi cười rủ nhau đi xin kẹo với câu nói quen thuộc trick or treat. Và đó chính là ngày lễ Halloween truyền thống của các nước phương Tây được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng 10 hàng năm. Vậy lễ hội này là lễ hội gì mà sức hút của nó lại lớn đến như vậy? Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Thùy Trang và Minh Hoàng khám phá về nguồn gốc và những điều thú vị trong ngày lễ Halloween này nhé! Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu nguồn gốc của chữ Halloween. Danh từ Halloween có xuất xứ từ Thiên Chúa Giáo và lần đầu tiên xuất hiện vào thế kỷ thứ 16. Nguyên nghĩa của chữ Halloween, Hallow nghĩa là thánh. Halloween là lối viết tắt của All Hallow Evening, có nghĩa là thời điểm, cái thời gian mà đêm trước ngày của các thánh. Halloween là một lễ hội bắt đầu vào buổi chiều tối 31 tháng 10 cho tới 12 giờ đêm. Trong dịp này, trẻ em và thanh thiếu niên mặc những cái bộ y phục Halloween để đi đến từng nhà, gõ cửa và nhận kẹo. Theo tục lệ thì các em nhỏ thường cầm theo lồng đèn làm bằng vỏ quả bí ngô được đục hình mặt người cho ánh sáng xuyên qua ngoài. Và những cái cuộc hội hè vui chơi trong đêm Halloween thường xoay quanh các đề tài như là chuyện may rủi ở trên đời. Vậy tại sao trong ngày này người ta lại phải hóa trang và ăn mặc gớm ghiếc đến như vậy? Phải chăng đó là một nghi lễ hoặc là một cái tàn tích gì đó mà hồi xưa người để lại hả chị Trang? Đúng rồi, chắc chắn luôn. Và bây giờ chúng ta để trả lời cho câu hỏi của em á, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi ngược lại thời gian nhé. Yeah. Vào thế kỷ đầu tiên của sau công nguyên, khi mà người Ý xa xưa đã dùng ngày cuối cùng của tháng 10 để tưởng nhớ nữ thần Bonoma, nữ thần trái cây và biểu tượng là một trái táo. Và những ngày này thì người dân thường ăn mặc giống như những kẻ ăn mày rồi đi đến từ làng này qua làng kia để xin những mẩu bánh vì vụn tượng trưng cho thức ăn nuôi dưỡng linh hồn. Và những người này tin rằng càng xin được nhiều mẩu bánh mì thì các linh hồn sẽ được bay lên trời. Và ngoài ra thì những cái linh hồn đó nếu mà bị mắc kẹt ở đâu thì sẽ được lên thiên đàng nữa đấy em ạ. Wow, rất là ý nghĩa.
Và em cũng nghe người ta nói đó, vào cái ngày 30 của tháng 10 đó, thì những người chết đó họ sẽ quay về, họ nhập hồn vào một cái xác nào đó để mà có thể được đầu thai. Thì đó là một cách duy nhất để cái linh hồn có thể được tái sinh. Và người Celtic á, thì tin rằng á, vào cái ngày đó đó thì âm dương sẽ giao hòa với nhau, kẻ chết và người sống có thể tiếp xúc với nhau. Và dĩ nhiên rằng người sống không bao giờ muốn cơ thể của mình bị các linh hồn, những cái ma quỷ nó cướp đi. Và vì thế á, mà vào tối ngày 30 tháng 10 á, tất cả các làng mạc đó, họ đều tắt đèn và họ mặc cho mình những cái bộ đồ rất là ghê, rồi mọi người cùng nhau diễu hành xung quanh ngôi làng để mà cho các linh hồn, cái hồn ma không nhập vào cơ thể của mình. Ôi. Sao mà em linh dữ vậy? Chị mới nghe thì hình như nó có tiếng sấm thì phải em ơi. Mày Halloween mà cũng mưa hả? Mưa kiểu này sao đi xin kẹo ta? Nhưng mà sau khi mà nghe cái câu chuyện của em xong á, em có biết không á, mọi năm á là chị không có bao giờ mà hóa trang hay là mặc đồ Halloween này sau để mà đi xin kẹo với baby đâu. Nhưng mà sau khi nghe câu chuyện của em á, thì chắc chắn năm nay chị phải mặc đồ hóa trang thôi, với cả hai nữa đồ Halloween, chứ còn đâu chị sợ linh hồn nhập vào chị lắm em. Vậy là chị Trang mới tính gì đoán rồi. Quý vị ơi, cái đó là những cái truyền thuyết hồi xa xưa thôi, Hoàng Minh Hoàng nghĩ chắc là không có thật đâu. Cái ngày lễ Halloween á, bây giờ người ta được cải tiến nó thành một cái lễ hội gọi là lễ hội hóa trang. Đó là lý do vì sao á, mà những cái bộ đồ phù thủy ma quái truyền thống đó, ngoài những cái bộ đồ đó đó, thì nhiều người còn nhân cái cơ hội này hóa trang thành những cái nhân vật họ yêu thích, chẳng hạn như là Batman, Spiderman hay Woman. Chẳng hạn như chị em đang làm Dracula, còn chị là một phù thủy, rất là vui nhộn. Đúng vậy, Halloween được coi là một trong những ngày Tết, một lễ hội vui nhất trong năm, đặc biệt là đối với những các em nhỏ, bởi những cái trò chơi hết sức là hấp dẫn và hết sức là phong phú. Mặc dù những cái trò chơi đó thì có tính chất truyền thống, lịch sử từ rất lâu đời rồi, nhưng vẫn mang đến cho mọi người một cảm giác thích thú và hứng khởi. Và trong cái ngày lễ Halloween, người ta đốt lửa với hy vọng mặt trời sẽ ngày lại ngày chiếu sáng và lưu giữ trong thời gian lâu hơn, giúp cho mùa màng bội thu. Những cái đống lửa đó là những cái ánh sáng giúp con người tránh xa các linh hồn và quỷ dữ. Và trong ngày này, em có biết là còn có một cái tục lệ, một cái trò chơi là Trick and Treat. Đúng không ạ? Và cái ngày lễ hội này á, thì nó có nghĩa rằng là ví dụ như là em thử giải nghĩa cho chị xem là cái từ trick có nghĩa là gì được không? À thì á, cái chữ trick á, nguyên nghĩa của nó là đánh lừa, một cái trò chơi tinh nghịch ma quái. Còn treat á, thì có nghĩa là tiếp đãi. Thì các em nhỏ và thanh thiếu niên á, sẽ hóa trang những cái bộ quần áo chẳng hạn như là ma quỷ là rất là ghê rợn, rồi sẽ cầm những cái lồng đèn đi đến từng nhà, gõ cửa và sẽ nói rằng trick or treat. Vâng thưa quý vị, thì nhắc đến các trò chơi truyền thống á, trong ngày lễ Halloween thì chúng ta không thể nào không quên được một cái trò tên là Dunking, hay còn gọi là trò popping, apple popping. Wow, trò gì mà hay dữ vậy em? À, cái trò này đơn giản lắm. Thì bây giờ Minh Hoàng sẽ mời quý vị cùng Minh Hoàng và Thùy Trang thử sức cái trò chơi này nha.